Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách copy các cột không liền nhau trong Excel. Giả sử như ở đây tôi muốn là copy các cột như là số thứ tự này, ngày sinh nhân viên và tuổi. Đó, đây là các cột nó không liền nhau. Làm sao để tôi có thể là copy được ba cột này? Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách sau đây. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên này. Cách đầu tiên đó, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào cột đầu tiên này. Tiếp theo các bạn chúng ta giữ phím Ctrl, quét chọn vào cột thứ hai. Tương tự đây, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào cột thứ ba. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm tập phím là Ctrl C này. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ di chuyển tới một vị trí mới và dán ra. Đó. Đây là cách đầu tiên. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Rồi giả sử như đây, nếu như bạn dữ liệu của bạn nó dài quá, thay vì ở đây á, có 10 người thì bạn dữ liệu của bạn có 100 người mà bạn quét từng dòng thế này á rất lâu và mất thời gian. Thay vậy tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai nó nhanh hơn. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào cột đầu tiên. Thì cột đầu tiên của tôi á tương ứng với cột E này, tôi bấm ở phía trên nha. Đó, cho dù cột của tôi nó dài bao nhiêu nó cũng quét chọn hết nha. Đó. Rồi sau khi chọn được cột đầu tiên rồi, các bạn chúng ta sẽ bấm tập phím là Shift F8 và chọn vào cột thứ hai này. Tương tự ở đây tôi sẽ chọn vào cột thứ ba. Lưu ý nha, phải bấm Shift F8 thì nó mới cho chọn nhiều cột nha. Còn nếu như các bạn chúng ta không bấm tập phím Shift F8 á thì nó sẽ không cho chọn nhiều cột. Rồi sau đó ở đây tôi sẽ bấm tập phím là Ctrl C để copy qua Shift thứ hai, chọn vào ô đầu tiên, bấm tập phím Ctrl V để dán ra. Đó. Thì lúc này á tôi đã copy được các cột không liên tục này. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách copy các cột không liên tục. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn bạn theo dõi.